Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đang quay lại với kênh của mình. Mình là Minh Tò Halimo đây. Thì hôm nay có dịp lên chương trình thì cũng muốn khám phá một số vị trí, một số địa điểm ở đây. Đang mò mò đi vô đập Phước Hòa tham quan. Anh em đi chơi lễ đó vui không? Có vui quá không? Vui thôi, đừng vui quá nha. Vui bình thường thôi. Thì trong đây là đường quốc lộ 14, xong rồi mình rẽ qua ấp 1, đường vô ấp 1 Nha Bích. Thì nghe nói là cách có khoảng 7-8 cây thôi, 7-8 số thôi. Cao su bạc ngàn luôn ha, đó rồi cao su luôn. Ở vùng này thì đất trồng cây cao su rất là tốt, nhưng vẫn trồng nhiều lắm. Đây là dự án này ta, chứ mình nghĩ là dự án ấp mộng như ít quá. Có nhà cửa rồi và điện sở là ok rồi. Không biết đập Phước Hòa nó như thế nào nhỉ? Đập Phước Hòa nó nói từ Trân Thành, Lộc Ninh và dọc xuống tới Trân Thành và xuống tới Phú Giáo, Bình Dương. À, đập thủy lợi thôi chứ không có gì hết, không phải là sông lớn gì. Đây là một cái vùng trũng không có hồ thôi. Đoạn đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông ghê nhờ, ghê quá à. Mình càng đi sâu vào trong thì cái mật độ nhà rất là ít, không có nhà luôn, cây cao su không nên xảy ra tai nạn giao thông thì không biết, nhưng mà bị cưỡng tiếp chắc bị nhiều. Mình sợ quá, mình sợ bị khủng khiếp quá, ghê quá. Cái SC Cam 4000 Wi-Fi 2.0 của mình á, bữa trước mình quay clip ở Sài Gòn về 39 phút, đó thì bây giờ mở lên dung lượng pin nó vẫn mới có 4 mức mà nó mới có hộp nó 1 mức à. Ồ, ngon nha, camera ngon nha, thành ra nó mới xài được có 1 mức dung lượng pin thôi, còn 3 mức nữa thì hôm nay mình sẽ quay tẹt ra luôn, nó không bao giờ hết đâu các bạn à. Tại vì mình có đem theo cái đốc sạc ngoài nữa, cái đốc sạc ngoài nó kèm theo á, phẩm mình mua nó tặng thêm, có một sạc dự phòng đi theo nữa, là các bạn mình có thể là quay thâu đêm suốt sáng, quay từ ngày tới đêm. Không biết là cái đập Phước Hòa này nó có cái gì đặc biệt không, mà nhiều người đâu cũng hay tiếp internet lắm,
vô thấy đầu Phước Hòa mà thấy nó không có vô đợi rồi thập phẩm lắm đây. Rồi chắc không sao đâu, giờ coi như thế nào đã. Đây vẫn đang trồng mì rất là nhiều, xen lẫn cây cao su. Ta thu hoạch mì xong rồi người ta xạ, người ta sẽ trồng lại, cài lên mà người ta trồng lại. Cái nhà nào ở được mà ngon đó nha, nó thoáng mát, nó chỉ che được phần trên thôi. Ồ, xe hơi nhiều nhờ. Sáu mươi C 64A ở Đồng Nai và Bình Dương lên ghê. Đọc đâu rồi nhờ, không thấy rồi. Ở trong đây thì cực kỳ mát luôn, tại vì xung quanh là không có khói bụi khu công nghiệp, còn ở với mình là khu công nghiệp nhiều quá nên nước mưa xuống đó, mình không có dám xài tại vì nó rất là ô nhiễm, có chất gì xúc phản xạ gì đó, phản xạ nên mình bấm không là mấy người mình nó sao ta cảm giác nó như cái khó chịu lắm. Nên ở trên đây thì nó không có mùi công nghiệp, tại vì thứ nhất là công nghiệp nó chưa hình thành, nó đang trong quá trình hình thành thôi, nên không có công nghiệp nên nó không có khói bụi. Còn cái thứ hai đó là cây xanh nó có nhiều thì nó sẽ lọc nước một phần nào cái carbon nhiếp. Ở đây có 57 cái ngã rẽ, ngã đường nào ta? Công trình đang thi công, chứ không phải à. Ô, đập. Đập Phước Hòa đây. Đây à. Dụ tao hả? Dụ tao công trình đang thi công hả? Cấm lưu thông. Cục quản lý công nghiệp Phước Hòa dầu tiếng. Mày nghe nè. Các bạn có thấy rõ không? Đó, sao nó còn hoang sơ dữ vậy ta? Mình không có, nó không đẹp như trong hình nhờ. Ồ, đây thấy rồi. Đó, cái miếng đường này là đường dẫn nước. Đúng. Các bạn có thấy gì không? Quá đẹp. Mình thấy sợ luôn. Mình xe lại nào.
Ủa các bạn có thấy gì không? Nước nó chảy rất là nhiều. Tạo nên một làn hơi sương rất là đẹp. Chụp hình selfie các coi. Để cho ông đứng gần gần nó. Nó chảy nước ngoài đó kia là hạ nguồn, trên đây là thượng nguồn. Hôm qua mới mưa nữa. Selfie. Rồi ok. Vậy là đã thành công. Rồi mình sẽ lại một vòng trong kia mình tham quan luôn. Nó lỡ vô đây rồi. Đi thôi chứ sợ gì nữa. Ồ nước. Nó chảy quá nhiều luôn. Nước bay lên tung tóe. À, thì như mưa luôn. Quy chế đánh mắt cá Bạch Phước Hòa nó cho mình đánh mắt cá nha, cho mình đánh mắt cá nhưng mà nó rất là hạn chế. Súng nó được luôn coi, phải thật. Đó, nước mưa nước nó dần lần kiến ướt hết rồi. Có đường ra không ta? Đó, ở đây là ngon lành luôn nha. Đây là tiết trời đó, rất là mát mẻ. Các ông này ông đang làm gì đây ta? Không hút. Vẫn là sao không? Đi lên đội luôn. Chơi luôn. Sợ gì? Ngoài cái đường đi. Đường đất. Ông đi lên băng cái xe cầu thật. Dạ. Lên đội luôn. Nói nào. Ồ đây có đường nhựa nè. Nó đòi có cái đá. Rồi. Má. Rồi. Đất không rồi má ơi. Đất lên. Lên luôn. Rồi không có gì luôn. Má đất không à. Cát nó lúng. Lúng ghê quá. Ê chết. Thôi mình đi ra thôi. Thôi thấy mấy xe mình không? Nó lúng cả đó đó. Chắc về dùng cái xe quá. Thì phải rửa nữa. Mới rửa quá. Quả mưa xong mới rửa xong. Thôi đi về. Đi về với vợ con thôi. Hồi nãy chị Văn có nói là đây là cái đường vành đai. Chuẩn bị nó làm đường vành đai qua Đập Phước Hòa đây.
thì đường Bình Đại này nó y như vành đai 4 nữa, nó sẽ nối lưu thông tất cả những khu vực lại với nhau. Được nha, chuẩn bị nó làm được Bình Đại này xong rồi nó sẽ bắt qua bên kia cầu luôn. Đôi giày cũng dính đất quá trời luôn rồi. Một đánh mắt cá nè. Nó không có đường nào xuống được ta. Tại sao có đập Phước Hòa này các bạn biết không? Tại vì nó để lưu trữ nước lại. Tại vì lưu trữ nước lại cho các khu vực nó nằm trên thượng nguồn á. Đó thì khi nào mưa nhiều quá, nước nhiều quá nó sẽ xuống hạ nguồn. Còn các cái con kênh tự đào này, kênh đào á, đó thì nó chảy xuống một hạ nguồn cho người ta tưới cây trồng trọt này nọ đâu á, nó cũng bật. Còn đi ra thôi. Hãy vô WhatsApp, hãy vô. Rồi xin chào các bạn nha. Thì hẹn các bạn ở một cái video clip tiếp theo của Minh Tò. Thì mình xin dừng clip tại đây để lưu trữ pin để xíu mình quay tiếp ha. Rồi xin chào các bạn nha.